Hương Giang xin chào gặp lại quý vị khán thính giả của hệ thống truyền thông Clip Today và thưa quý vị từ Home Studio Hương Giang xin được bắt đầu chương trình chào buổi tối thứ năm ngày 9 tháng 4 và thưa quý vị virus corona vẫn đang âm thầm lặng lẽ tấn công nước Mỹ và khi mà chúng ta nhìn vào những con số thì chúng ta mới thấy được cái mức độ khủng khiếp tàn phá khủng khiếp như thế nào và thưa quý vị à, vào buổi tối thứ năm khi Hương Giang làm bản tin này thì nước Mỹ có hơn 468.700 người bị thiệt mạng do virus corona và trong đó cái con số tử vong thì nó đã gần 16.700 người rồi và như vậy thì Mỹ đã vượt qua khỏi Tây Ban Nha nếu như trong chương trình buổi tối ngày hôm qua thường dân nói là nước Mỹ vẫn còn đứng sau hai quốc gia đó là Ý và Tây Ban Nha về cái số lượng người tử vong thì bây giờ Mỹ đã vượt qua khỏi Tây Ban Nha và Tây Ban Nha bây giờ chỉ gần 15.000 15 rưỡi người và nước Mỹ chỉ còn giữ khoảng cách với ý là chỉ trong vòng khoảng 2.000 người nữa thôi và cái con số mà hồi phục tại Mỹ là gần 26.000 người thì đây cũng là một cái điểm đáng khích lệ và tiểu bang New York thì vẫn là tiểu bang dẫn đầu à, à, thưa quý vị bây giờ tiểu bang New York thì đứng đầu với cái con số người bị nhiễm virus corona là 161.000 tức là gần 162.000 người nhiễm virus corona và có hơn 7.000 người tử vong. À, nhà chức trách tại tiểu bang New York thì họ cho biết là bây giờ họ đã nhìn thấy dấu hiệu là cái curve nó flatten, flatten the curve, tức là cái số người nhập viện nó giảm nhưng mà bên cạnh đó thì cái con số tử vong thì nó lại đang tăng cao và quý vị có biết là à, chỉ riêng thành phố New York vào ngày hôm nay thì có thêm 7.500 ca nhiễm virus corona và thêm 8, 518 người 518 người bị thiệt mạng. Và nhìn vào những cái con số rất là chóng mặt, hay chẳng hạn như bây uh, giờ quý vị biết tại California đó, thì là California thì so ở trên toàn quốc thì California là đứng thứ tư, New York đứng đầu Tiếp theo sau đó là New Jersey, New Jersey với hơn 51.000 người bị dương tính với virus Corona và người tử vong là hơn 1.700 người, Michigan hơn 21.500 người nhiễm và cái con số tử vong ở đây là hơn 1.000 người California hơn 20.000 người nhưng mà số tử vong tại đây là hiện nay vào lúc này là 543 thưa quý vị nhìn vào cái con số hết sức là chóng mặt nhưng mà có một cái tin tức tốt lành đó là vào ngày hôm nay ông tiến sĩ Anthony Fauci là viện trưởng viện dị ứng và bệnh truyền nhiễm tức là ông là chuyên viên hàng đầu chuyên viên y tế hàng đầu trong lực lượng đặc nhiệm chống virus corona của tòa bạch ốc thì ông đã đưa ra một cái dự báo à, nhìn vào nó nhìn tốt hơn nhìn vào cái con số dự báo này so với con số dự báo trước kia thì chúng ta cảm thấy tốt hơn tức là theo những cái theo cái mô hình mới thì bây giờ nhà chức trách dự báo là từ giờ cho đến mùng 4 tháng 8 thì nước Mỹ có thể mất khoảng gần 60.000 người vào tay virus corona. Mà so với con số mà dự báo trước đây, á quý vị biết là nhìn nghe rất là khủng khiếp, tức là 100, từ 100.000 người cho đến 240.000 người, cái con số rất là khổng lồ. Mà Hương Giang còn nhớ là vào tháng trước khi mà làm bản tin này thì Hương Giang giật mình, Hương Giang không có tin vào mắt mình nữa. Nhưng mà bây giờ à, ông Anthony Fauci cho biết là dựa vào cái mô hình mới thì cho thấy cái con số người bị tử vong tại Mỹ từ giờ cho đến khoảng đầu tháng 8 thì nó giảm hơn rất là nhiều và ông nhấn mạnh lại đó là nhờ cái biện pháp cách ly xã hội được thực hiện một cách có hiệu quả không biết không rõ là ông Anthony Fauci ông đã dùng cái mô hình nào dùng cái biểu đồ nào nhưng mà mới đây vào ngày hôm qua ngày hôm kia thì tòa bạch ốc họ cũng thông báo là họ dựa vào cái mô hình biểu đồ của trường đại học Washington tức là UW thì họ dựa vào cái biểu đồ đó thì họ cũng đưa ra một cái con số là nước Mỹ chỉ có khoảng là hơn 60.000 người bị tử vong vì virus corona mà thôi. Và như vậy thì đây là một cái cái tin mà mình có nhiều hy vọng. Nhưng mà bên cạnh đó thú vị theo cái biểu đồ này đó thì có một số tiểu bang trước kia cái con số dự báo về tử vong nó sẽ nó thấp hơn so với con số dự báo theo cái mô hình mới. Trong đó có Connecticut, có Massachusetts, có New Jersey, North Dakota và Rhode Island. New Jersey thì có thể nhìn thấy là hơn 5.200 ca tử vong. Đây là con số dự báo thưa quý vị. Và cái con số trước đây mà nhà chức trách dự báo đó là khoảng hơn 2.100 thì bây giờ nó tăng lên hơn 5.200. Và cái đỉnh mà tử vong tại New Jersey thì à, cho đến ngày 12 tháng 4 Trước đây là dự báo vào ngày nay nhưng mà ngày hôm nay chưa phải là ngày đỉnh Đỉnh tử vong ở New Jersey mà ngày 12 tháng 4 Massachusetts thì bây giờ được dự báo là có khoảng hơn 5.600 ca tử vong à, Tăng từ ban đầu là dự báo chỉ có hơn khoảng 1.500 thôi Nhưng mà bây giờ là tăng lên khoảng thêm 4.000 nữa Và đỉnh tử vong là ngày 18 tháng 4 Connecticut thì ban đầu dự báo là 5 ngàn rưỡi thì bây giờ cái con số dự báo mới hơn là hơn 4 ngàn thì chúng ta thấy là con con số dự báo nhìn chung thì cho chúng ta cái niềm khích lệ nhưng mà năm tiểu bang này thì được dự báo là cái số tử vong nó sẽ à, thú vị nó sẽ cao hơn mà quý vị biết à, nói về New York thì ngày hôm nay đó à, thống đốc của tiểu bang New York ông Andrew Cuomo ông đã ký một cái xác lệnh để cho phép những cái giám đốc tang lễ mà có giấy phép đó, từ những tiểu bang khác từ bất cứ tiểu bang nào đều có thể đến New York để hành nghề. Và lý do tại sao? Thưa quý vị, để ông cho biết là ông phải tiểu bang phải bổ sung thêm giám đốc tang lễ để mà đối phó với thi thể khi mà số ca tử vong do virus corona gây ra tiếp tục gia tăng tại đây. Và New York bây giờ đang overwhelm bởi vì các ca tử vong mà quý vị biết bây giờ đó người ta sử dụng những cái xe tải đông lạnh để làm những cái nhà xác di động đầu ở bên ngoài các bệnh viện bây giờ cái tình cái hình ảnh mà những cái xe cái xe đông lạnh mà chở xác đó bây giờ đầu ở ngoài các bệnh viện trở nên một cách rất là bình thường và bây giờ các nhà tang lễ thú vị những funeral home thì bây giờ họ đã chật cứng người rồi và với cái sắc lệnh này đó thì cho phép cơ quan hộ tịch New York ghi danh giấy chứng tử, cấp giấy phép chôn cấp, hỏa táng cũng như cho phép một số thủ tục khác. Và theo như ông Cuomo cho biết là tình hình tồi tệ đến nỗi mà họ phải đưa ra cái biện pháp đó tức là phải bổ sung thêm các giám đốc tang lễ. Và thưa quý vị, ngoài ra đó và quý vị biết tại tiểu bang new york thì bây giờ đang có một cái tình trạng là um, kể từ khi mà bắt đầu có dịch bệnh bùng, bùng phát thì cái, cái số lượng người mà nộp đơn thất nghiệp tăng rất là nhiều đến nỗi mà cái đường dây hotline mà nộp đơn trợ cấp thất nghiệp của tiểu bang new york thì nó bị nghẽn mạch liên tục đến nỗi mà nhiều người lên trên mạng mà họ than phiền là phải mất hàng tiếng đồng hồ họ mới Gọi vào cái đường dây nóng này được Thì vào ngày hôm nay trong cái cuộc họp báo Thì ông Andrew Cuomo Ông cũng đưa ra một số biện pháp à, Và ông bảo hiện nay thì tại tiểu bang New York Có khoảng 1.000 người, 1.000 nhân viên Đang giúp tiểu bang để giải quyết những đơn thất nghiệp này Và quý vị có biết chỉ trong tuần này thôi đó Chỉ riêng một tuần này thôi Thì nước Mỹ đã có đến 6,6 triệu người nộp đơn xin thất nghiệp và riêng tại California thì cái con số nộp đơn xin thất nghiệp đã lên gần tới 2 ngàn. à thưa quý vị 2 triệu rưỡi và cũng nhân tiện nói về California thì hiện nay California thì có là 20.000 hơn 20.000 ca nhiễm virus corona và 543 người bị tử vong mà quý vị biết và vẫn tập trung cái con số tập trung thì vẫn là ở quận Los Angeles bởi vì đây là cái quận hạt được xem là đứng đầu ở tiểu bang California ngay từ đầu cho đến giờ với là gần 8.000 ca dương tính virus corona, 225 người bị thiệt mạng. San Diego đứng thứ hai với hơn 1.600. Santa Clara nơi có sao dê và thông lũng điện tử thì hơn 1 hơn 1.440 người và cái ca tử vong thì ngày hôm nay nó tăng lên là 47 và quý vị biết ngày hôm nay thì ông thống đốc Gavin Newsom ông đưa ra một cái thông báo là tất cả những nhân viên y tế đang ở tuyến đầu chống virus corona thì sẽ nhận được cái voucher ở khách sạn và lương bổng. Và thưa quý vị, tiểu bang đã thành đã lập ra một cái website để nhân viên y tế có thể vào đó và get cái voucher của mình. Và cái cái số ngân khoản mà sử dụng cho cái voucher này, cái chương trình tặng voucher cho nhân viên y tế thì được từ cái quỹ của FEMA tức là cơ quan quản trị khẩn cấp liên bang cùng với 25 triệu mà tiểu bang nhận được từ sự đóng góp của ông à, giám đốc Facebook quý vị biết rồi đó là ông Mark Zuckerberg và bên cạnh đó thì ông Newsom cũng cho biết là United Airlines là bây giờ họ offer free flight cho những người nào mà ở bên ngoài cần phải đến cần phải bay đến California để tham gia vào cơ quan y tế mà California vừa mới tạo nên để đối phó với virus corona mà chúng uh, Hương Giang đã chia sẻ với quý vị là California Health Corps là trước đó ông Gavin Newsom kêu gọi tất cả những người nào mà đã hồi hưu những người nhân viên y tế nào đã hồi hưu hoặc là chuyển công tác khác Bây giờ đều có thể tham gia vào cái cái hệ thống y tế mới này để giúp California hỗ trợ California đối phó với virus Corona để California có thêm nguồn nhân lực và cách đây vào cuối tuần trước thì đã có hơn 80.000 đơn và thưa quý vị. Dựa vào cái kinh nghiệm, dựa vào cái bằng cấp cũng như là thưa quý vị, tiểu bang cũng kêu gọi cả sinh viên y tế, sinh viên y khoa nữa thì dựa vào kinh nghiệm thì tiểu bang sẽ phân bổ những người theo đúng cái cái kinh nghiệm của họ để chuẩn bị đối phó với khi mà dịch nó lên tới đỉnh mà theo dự báo là vào khoảng giữa tháng 5. Và thưa quý vị cho cho đến giờ thì chúng ta thấy là California cái con số nó vẫn tăng nhưng mà nó tăng một cách chậm hơn. Cái con số tử vong cũng chậm và như vậy một lần nữa chúng ta thấy là California sẽ có thêm được thời gian để chuẩn bị đối phó với virus Corona. Mà từ giờ cho đến tức là chúng tôi chúng ta nếu mà đúng như vậy thì trong chúng ta còn chúng tôi còn đến 4 đến 5 tuần nữa thì khi đó tiểu bang mới đi vào đỉnh dịch và với cái tình với cái dự báo như vậy thì thường nha có thể nói với quý vị là quý vị nào đang ở California hoặc là đang ở trong vùng vịnh San Francisco thì quý vị có thể thấy rõ ràng là cái shelter in place tức là hạn chế đi lại bên ngoài nó vẫn sẽ tiếp tục cho sớm ít nhất là cho đến cuối tháng 5. Ngày hôm nay chính phủ đưa ra một cái thông tin cũng rất là khích lệ đó là chính phủ đang dự định dự tính là sẽ mở cửa lại quốc gia vào cuối tháng 4 đầu tháng 5 thưa quý vị tổng thống và các cố vấn kinh tế của ông thì bây giờ họ đã lập nên một cái lực lượng một cái đơn vị để chuẩn bị để đơn vị này chuẩn bị mà khi mà mở cửa quốc gia lại mở cửa quốc gia thì quý vị biết là quốc gia không thể nào mở cửa ngay lập tức mà theo đề nghị là sẽ mở cửa cuốn chiếu tức là bắt đầu từ những tiểu bang nào mà ít bị ảnh hưởng nhất nhưng mà thưa quý vị với cái tuyên bố này thì cũng vấp phải nhiều cái sự lo ngại. À, thậm chí là chủ tịch à, Hạ viện, Bà Nancy Pelosi cũng đưa ra lời cảnh báo là nếu như mở cửa quốc gia à, sớm quá thì có thể là sẽ có những cái tác động à, thú vị tác động tiêu cực. Bên cạnh đó thì các chuyên viên về y tế họ cũng rất là lo ngại. Bởi vì họ cho rằng nếu mở cửa quốc gia lại vào cuối tháng 4 thì quá sớm. Mà thưa quý vị theo các chuyên viên y tế, ai sẽ là người quyết định mở cửa quốc gia? không ai hết mà virus corona mới là cái yếu tố quyết định mở cửa lại quốc gia vào lúc nào và lúc nào nào ở Trung Quốc thì chúng ta biết là Vũ Hán thì bây giờ cách đây mấy ngày đã được mở cửa lại và người dân đã đi ra khỏi thành phố nhưng mà bây giờ các chuyên viên y tế họ cũng rất là lo ngại là có thể nếu Trung Quốc không cẩn thận thì sẽ có virus nó sẽ quay trở lại bởi vậy cái vấn đề mà mở cửa lại quốc gia thời điểm như thế nào vào lúc nào À, nó rất là quan trọng Và chắc chắn California sẽ không có được mở cửa Vào cuối tháng 4 đầu tháng 5 Bởi vì đỉnh dịch của chúng tôi Là sẽ vào giữa tháng 5 à, Và thưa quý vị cũng nhân tiện Nói về à, tổng thống Thì quý vị biết Truyền thông cho biết hiện nay Một số các nhà lập pháp Cộng Hòa Họ đang hết sức là quan ngại Và một số đồng minh của tổng thống Cũng đang hết sức là quan ngại Là à, những cái buổi họp báo của tổng thống Thì nó sẽ có cái tác động tiêu cực bởi vì thưa quý vị vào lúc mà cả quốc gia đang tập trung vào đối phó với virus corona thì những cái buổi họp báo thường lệ mỗi ngày của tòa bạch ốc của lực lượng đặc nhiệm chống virus thì trở nên hết sức là quan trọng bởi vì người dân sẽ lấy được thông tin từ đó nhưng mà gần đây thì chúng ta thấy rõ ràng là những cái buổi họp báo được diễn ra theo một cái format là tổng thống mở đầu và đọc một cái bài phát biểu đã được chuẩn bị sẵn sau đó thì ông trả lời các câu hỏi rồi các chuyên viên và những cái câu hỏi mà liên quan đến vấn đề y tế thì các chuyên viên về y tế sẽ trả lời cụ thể ở đây là ông Anthony Fauci và bà tiến sĩ Burr hay là phó tổng thống Mike Pence hay là tùy theo cái nội dung vào ngày hôm đó mà có ông tổng trưởng tư pháp hay là có bộ trưởng bộ lao động ngày hôm nay thì có bộ trưởng bộ lao động hay là bộ trưởng y tế và nhân sinh thì thưa quý vị và tổng thống thì chúng ta biết chúng ta có một vị tổng thống thì ông hơi nóng nảy và ông uh, bốp chát thì đúng hơn cho nên là những cái buổi họp báo đôi khi là trở thành những cái lời buổi họp báo về virus corona tức là tập trung vào nội dung virus corona thì nó lại chuyển sang việc ông tấn công các tiểu bang dân chủ tấn công dân chủ tấn công những thống đốc của các tiểu bang tấn công truyền thông và đã có những lúc rất là gai gắt và chính vì vậy đồng minh của tổng thống cũng như là một số các nhà lập pháp cộng hòa họ đang rất là quan ngại và cái thăm dò mới nhất cho thấy là cái tỷ lệ tín nhiệm mà Tổng thống hiện nay thì đang giảm ở cái mức độ đáng lo lắng à, trước cái tình trạng virus corona như vậy Và tờ Washington, à thưa quý vị Wall Street Journal là một tờ báo bảo thủ thì mới đây đã có một bài khiến cho Tổng thống phật lòng vào tối ngày hôm qua Tối ngày hôm qua thì tờ Wall Street Journal đã đưa ra một cái bài xã luận à, có cái tiêu đề là những buổi họp báo lãng phí của ông Trump và cái bài xã luận này là do ban biên tập của Wall Journal viết và ban biên tập đã phàn nàn là những cái buổi họp báo thường lệ tập trung vào những cái tin tức mới nhất chung quanh virus corona là trở thành chủ chủ yếu về những mối thù của tổng thống nhiều hơn và À, những cái cuộc tấn công mà tổng thống nhắm vào báo chí thống đốc các tiểu bang và những chỉ trích của ông trong các buổi họp báo trở nên nó lạc điệu so với tình hình đại dịch nghiêm trọng, tước đi sinh mạng của hàng người người Mỹ và chúng ta thấy là đôi khi tổng thống đứng ở trên bục thì lại đưa ra những cái tuyên bố mà nó trái ngược với những cái tuyên bố của các nhà khoa học và chính vì vậy mà hình ảnh của ông Anthony Fauci trong những ngày vừa qua trở nên phổ biến hơn à, bởi vì người dân thưa quý vị với cái tình hình đại dịch như vậy thì người dân tin vào các nhà khoa học nhiều hơn và như hương giang cũng đã nói với quý vị vào ngày hôm qua thì các nhà khoa học đã đã cảnh báo hội đồng hàng lâm khoa học quốc gia đã gửi cái thư cho tòa bạch ốc thông báo là với những cái phải hết sức là cẩn thận bởi vì không phải là đến mùa hè khi mà thời tiết ấm lên thì virus sẽ biến mất và bởi vì họ dựa vào những cái dữ liệu nhưng mà hương giang đã nói là chẳng hạn như tại úc hay là iran thì đang có cái khí hậu mùa hè nhưng mà cũng đã chứng kiến cái tình trạng virus corona lây lan rất là nhanh. Và thưa quý vị, à, Tổng thống ngày hôm nay đã lên mạng Twitter và tấn công tờ Wall Street Journal. Và ông bảo rằng là Wall Street Journal luôn luôn quên nhắc đến số lượng người xem các buổi họp báo của Tòa Bạch Ốc cao ngất ngưỡng ở trên trần. Và... À, tổng đồng, tổng thống khẳng định là các buổi họp báo là cách duy nhất mà tôi có thể trốn được tin tức giả và đưa ra quan điểm của tôi. Wall Street Journal là tin giả. và à, thưa quý vị, à, bên cạnh đó thì vào ngày hôm nay thì trên cái chương mục Twitter của đệ nhất phu nhân Melania Trump thì có một cái tấm hình mà trong đó đích thân đệ nhất phu nhân đã làm người mẫu thưa quý vị, bà chụp cái tấm hình đeo cái khẩu trang để kêu gọi người dân tuân theo hướng dẫn về virus corona của trung tâm kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh hoa kỳ tức là cdc và um, trong một cái băng video cũng được đăng trên mạng twitter thì bà đệ nhất phu nhân uh, kêu gọi trong khi cdc vẫn tiếp tục nghiên cứu về lây lan virus corona thì họ đề nghị người dân mang khẩu trang vải che mặt khi đến nơi công cộng mà những biện pháp cách ly xã hội khó có thể duy trì như ở chợ nhà thuốc tây và nhưng mà bà cũng nhắc nhở là việc này không thay thế sự quan trọng của cách ly xã hội và trong thời gian gần đây thì đệ nhất phu nhân vẫn thường xuyên chia sẻ những cái thông báo dịch vụ công cộng tương tự từ hướng dẫn của CDC và trên Twitter thì bà Milana Trump có khoảng 13,7 triệu lượt người xem. Nhưng mà quý vị biết là khi mà đệ nhất phu nhân cổ võ kêu gọi người dân mang khẩu trang che mặt khi ra đường để để hạn chế lây lan, thì tổng thống Hoa Kỳ lại tuyên bố là ông không dự tính sẽ mang khẩu trang. Ông bảo ông kêu gọi nhưng mà cái này không bắt buộc nhưng mà cá nhân ông thì ông không có chọn tức là ông không có đeo khẩu trang bởi vì ông bảo là à, ông ngồi trong phòng bầu dục đằng sau chiếc bàn xinh đẹp, à, ông nghĩ mang khẩu trang mà đón chào các tổng thống rồi các vị khách quý như là Vua, hoàng hậu hay là các nhà độc tài hay là lãnh tụ của các quốc gia khác thì ông không có nghĩ tới Và à, kể từ khi mà khủng hoảng virus corona trở nên tồi tệ hơn thì tổng thống hầu như chỉ ở trong tòa bạch ốc Và tất cả những ai mà đến gần tổng thống thì đều được mật vụ kiểm tra sức khỏe À, bất cứ ai dự tính đến gần ông Trump hay phó tổng thống Mike Pence thì đều sẽ được xét nghiệm virus corona. Nhưng tiện nói về xét nghiệm, quý vị biết vào ngày hôm nay thì chính phủ liên bang thông báo là họ sẽ chấm dứt những cái địa điểm xét nghiệm virus corona do liên bang hỗ trợ. Lý do là kể từ khi mà CDC họ cho phép những cái uh, xét nghiệm mà tự lấy mẫu đó, thì những cái điểm địa điểm ban đầu mà do do chính phủ liên bang hỗ trợ thì bây giờ tại nhiều nơi thì không có cần thiết nữa nhưng mà bên cạnh đó cái việc cái việc mà chính phủ rút lại đóng cửa những cái địa điểm xét nghiệm virus corona này đó thì nó cũng gây lên nhiều cái phản ứng khác nhau tại vì như hương giang nói là có một số tiểu bang thì họ không có cần đến nữa bởi vì những cái cái thưa quý vị chẳng hạn như là tự lấy mẫu người dân có thể tự lấy mẫu hoặc là một số tiểu bang thì họ có thể tự lo tự lo liệu được thì không sao nhưng mà một số tiểu bang khác thì họ vẫn dự dựa vào liên bang rất là nhiều thì việc mà đóng cửa những cái cái uh, địa điểm kiểm tra này sẽ gây gây rất là khó khăn và tổng thống lại hiện nay cũng đang đương đầu với cái vấn đề là xét nghiệm ở Mỹ và ông vẫn tuyên bố trong cái cuộc họp báo ngày hôm nay thì ông vẫn tuyên bố là xét nghiệm ở Mỹ là Uh, tốt đẹp nhất là chúng ta có hệ thống hiệu quả nhất tốt đẹp nhất ở trên thế giới nhưng mà thực tế các con số thực tế thì khác xa rất là nhiều cho đến lúc này thì rất là nhiều nơi ở Mỹ người dân vẫn không có thể xét nghiệm được virus corona uh, và tối ngày hôm qua thưa quý vị thì Hải quân thông báo là họ đã uh, trên chiếc tàu bệnh viện uh, USNS Mercy đang đậu ở cảng uh, ở cảng Los Angeles thì đã có một thủy thủ ở trên tàu dương tính với virus Corona và à, hiện nay thì thủy thủ này đã được à, cách ly cô lập và sẽ được đưa vào một cái cơ sở để có thể cách ly tại đó và thưa quý vị phát ngôn nhân của chiếc tàu này cho biết là thủy thủ này không tiếp xúc với nhân viên y tế ở trên tàu cũng như là không có tiếp xúc với bệnh nhân vào hồi hôm thứ hai thì tàu bệnh viện hải quân usns comfort ở new york cũng đã xác nhận là có một thủy thủ trên tàu cũng được xét nghiệm dương tính với virus corona quay trở lại mercy thì nhà chức trách cho biết là không có cho biết là à, lý do tại sao hoặc là thủy thủ này đã nhiễm virus từ đâu và liệu có những ai ở trên tàu đã tiếp xúc với thủy thủ này và bây giờ cũng à, bị cách ly hay không thì những cái thông tin này chúng ta chưa được biết cũng nhân tiện nói về à, hải quân quý vị biết vào ngày hôm nay thì một lãnh đạo của hải quân cho biết ông đưa ra một cái cảnh báo hết sức là quan ngại là có thể những khu thủy thủ trên các khu trục hạm khác của mỹ cũng sẽ bị dương tính với virus corona và quý vị biết là cái khu trục hạm mà USS Roosevelt rồi rất là nổi tiếng bởi vì thủy thủ ở đây được xét nghiệm dương tính với virus corona và nó đã tăng rất là nhanh bây giờ đã có gần 500 thủy thủ nhiễm virus corona ở trên chiếc tàu này và bây giờ vẫn còn kết quả vẫn còn nhiều kết quả chưa những nhiều xét nghiệm chưa có kết quả mà chiếc khu trục hạm này thì nổi tiếng vì cái vụ của đại tá Crozier bị uh, Bị tước mất quyền chỉ huy chiếc tàu Và chuyển sang công tác khác Rồi dẫn đến là quyền Bộ trưởng bộ hải quân Ông Motley à, nộp đơn từ chức Thì bây giờ thưa quý vị Lãnh đạo hải quân cho biết là Các khu trục hạm khác Cũng có thể là rơi vào cái tình trạng Giống như là Roosevelt Điều này cho thấy là bây giờ hải quân Họ cũng đang đối mặt với một thách thức rất là nhiều Cái vấn đề là virus corona Bây giờ đang tấn công Cái đội à, hàng ngũ thủy thủ của mình À, và thưa quý vị quay trở lại với vùng vịnh San Francisco vào ngày hôm qua thì quý vị biết quý vị nào ở trong vùng vịnh San Francisco thì đều biết đến cái tin là có một nhà dưỡng lão ở Haywood à, Haywood cũng có một số người Việt của mình ở đó thì tại đây đã có 6 người bị tử vong và à, tổng cộng 6 người bị tử vong và ít nhất là 59 người khác bị nhiễm virus Corona tại đây nhưng mà quý vị biết là cái con số vào ngày hôm nay thì nó đã tăng tức là 7 người bị tử vong và 65 người bị nhiễm virus Corona à, bên cạnh đó thì tại thành phố Castro Valley cũng một cái cơ sở dưỡng lão khác thì cũng đã có 17 nhân viên và 9 cư dân ở đây thì nhiễm virus Corona bây giờ Quay trở lại với cái cơ sở dưỡng lão Gateway Care and Rehab Center nằm trên đường Patrick thì cái cơ sở dưỡng lão này thưa quý vị đã được cho là đã nhiều lần vi phạm mà vi, vi phạm các quy định về uh, của sở y tế uh, quận hạt nhưng mà tại Alameda thì ngày hôm qua đó thì quận hạt này đã tung ra một cái dashboard mà người dân và tại đây vào đây thì có thể xem được À, chính xác là từng thành phố một và thành phố nào có con số nhiễm virus corona như thế nào chẳng hạn như à, thưa quý vị chẳng hạn như là tại thành phố Hayward thì vào ngày hôm nay thì có có khoảng là 142 người nhiễm virus corona, tại thành phố Fremont thì vào ngày hôm nay đã có là 64 người nhiễm virus corona là tại Oakland thành phố Úc Oakland được xem là thành phố có nhiều cái ca nhiễm virus corona nhất thì cái con số này thì vào này hôm nay nó đã cũng đã tăng lên 150 mấy người thưa quý vị thì quý vị nào mà ở quanh vùng miền San Francisco đặc biệt là ở quận Alameda thì quý vị có thể là vào Báo today.com thì trên đó chúng tôi có để cái website của cái dashboard thì quý vị kiểm tra xem thử là thành phố của mình hiện nay đang có bao nhiêu ca À, tại vùng vận San Francisco thì chỉ có là hai quận hạt Alameda và Contra Costa là có cái dashboard à, liệt kê tức là breakdown theo từng thành phố Hương Giang những cũng nhận được cái câu hỏi là có cái con số thống kê như vậy ở San Jose hay không thì thưa quý vị Santa Clara quận hạt Santa Clara thì chỉ có cái dashboard mà cái con số chung chưa có breakdown nhưng mà nói về quận hạt Santa Clara thì quý vị có biết là Tại sao dê thì quý vị có biết là vào ngày hôm nay đó thì một nhà thờ ở sau dê họ đã à, phát đồ ăn miễn phí, thực phẩm miễn phí cho người dân. Thì thông thường đó trong những ngày gần đây đó thì trong thời gian gần đây thì nhà thờ này phát à, hai tuần một lần và họ phát cho khoảng 400 gia đình nhưng mà quý vị biết vào ngày hôm nay đó thì hàng ngàn người đã đến đây đến nỗi mà cái đường đi vào à, xa lộ 87 đã cái lối vào từ xa lộ 87 và nó nó bị kẹt xe đến nỗi mà nhà chức trách buộc phải đóng cửa đóng lại một số con đường và coi cái băng thì quý vị thấy là người dân đã đổ về đây rất là nhiều người dân và người ta cho biết là vào ngày hôm nay đó có khoảng 2.000 gia đình đã đến đây điều này cho thấy là bây giờ chúng ta chúng tôi đã bước sang cái tuần thứ tư cái tuần thứ tư mà um, hạn chế đi lại thì bây giờ cái nhu cầu mà về thực phẩm nhu cầu um, các bữa ăn mặc dù các trường họ vẫn phát những cái phần ăn miễn phí cho các học sinh nhưng mà các gia đình hiện nay cũng đang gặp rất là nhiều khó khăn tình trạng thất nghiệp tăng và bây giờ tiểu bang thú vị đã có rất là nhiều người đã nhận được trợ cấp sát thất nghiệp nhưng mà cái con số cái số tiền thì nó cũng rất là nhỏ nhoi và vào ngày hôm nay trong cái buổi họp báo ở tòa bạch ốc thì ông bộ trưởng bộ uh, ông bộ trưởng bộ lao động thì ông cho biết là À, có một số tiểu bang cũng đã nhận được Cái khoản tiền lương bang Nằm trong cái gói hơn 2.000 tỷ Mỹ Kim Để hỗ trợ thất nghiệp Nhưng mà cũng có một số tiểu bang Thì cho đến giờ họ chưa nhận được Cho nên là ở bên ngoài quý vị Cũng phải hết sức là kiên nhẫn Bây giờ quay trở lại quý vị biết là Rất là nhiều cơ sở nhỏ Ở sau dê hiện nay họ cũng khiếu nại Họ phàn nàn là cái vấn đề mà nộp đơn Xin cái gói trợ cấp Tại vì trong 2,2 nghìn tỷ mỹ kim đó thì có cái gói mà nhằm hỗ trợ cho các cơ sở nhỏ thì trong cái gói hỗ trợ này thì nó có bốn phần, một phần là hỗ trợ mà có thể là cho luôn những cái cơ sở thương mại nào mà dưới 500 thứ việc cơ sở thương mại nhỏ công ty nhỏ mà dưới 500 thì công ty nào mà có nhân viên dưới 500 thì được xem là công ty nhỏ và những cái cơ sở nào mà vẫn cố gắng giữ nhân viên vẫn duy trì công việc để giữ nhân viên thì họ có thể được vay tiền và cái số vay này có thể là được xóa luôn thì đây là cái option mà được các cơ sở nhỏ họ đang thú vị mặn mà nhất trong đó còn có những cái ba cái option khác nữa trở lại cái này cái chương trình này gọi là PPP thì cái chương trình này Hiện nay đang gặp phải rất là nhiều lời phàn nàn bởi vì thứ nhất là quá đông người vào nộp đơn cho nên nó tạo cái tình trạng nghẽn, nghẽn mạch. Đó là cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là một số nhà băng họ không có họ không có đồng ý cho vay thì bắt buộc là chủ cơ sở phải chuyển sang cái nhà băng khác thì nó rất là rắc rối và vào ngày hôm nay thì ông bộ trưởng bộ xã à, bộ trưởng à, bộ lao động ông cũng thừa nhận là cũng có một số cái tình trạng xảy ra là tương tự như vậy cho nên là hương nhà kêu gọi là cái tình thưa quý vị chúng ta đang ở thời điểm hết sức là khó khăn cho dù chúng ta có cái trợ cấp của tiểu bang của chính phủ Uh, liên bang đi chăng nữa thì cái trợ cấp đó nó hết sức là nhỏ nhoi nó chỉ có góp nó hỗ trợ mình được một phần nào mà thôi cho nên là vào cái việc mà execute đó tức là việc thực hành đó thì nó thực thi thì nó còn nó 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 còn nhiều bất cập cho nên là quý vị uh, cũng phải hết sức là kiên nhẫn và thưa quý vị hương giang tạm ngưng chương trình ngày hôm nay tại đây một lần nữa stay healthy stay safe and stay home và một lần nữa thưa quý vị, cách ly xã hội bây giờ vẫn được xem là biện pháp có hiệu quả ngăn ngừa lây, lan virus corona nhất hiện nay cho nên là quý vị hạn chế đi lại ở bên ngoài trừ phi mà quý vị có những cái nhu cầu cần thiết như là đi chợ, đi mua đồ ăn hay là đi mua thuốc. Và thưa quý vị, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Xin chào và xin hẹn gặp lại.